Chúng ta có một bài học tập cùng với đại chúng trong chùa, đó là sống vui, sống an lạc, sống thường cười. Nghe cái đề học cái thấy hấp dẫn. Sống vui, sống an lạc, sống thường cười. Quý vị coi công đoạn này, quý vị thấy người trong chùa chúng ta đây là một cái đại gia đình nghe. Những người ở trong chùa quanh năm ở đây. Bữa nay vừa bắt đèn lại nữa. Cái phim này chắc quay đẹp hết nói nổi. Quá sáng luôn hả? Giống như mình ở trong ngôi Tam Bảo niệm Phật mỗi ngày, giống như được Phật quang phổ chiếu bao trùm mình, nên nhìn người nào giống như cũng là quang minh phổ chiếu, thì mặt tươi rói. Những đứa nói với mấy chú quay phim trong chùa, quay kỹ từng người để cho gia đình của các cô, các chú, các cụ, quý thầy đều coi được. Thấy ở trong chùa còn sống, chưa chết. Tại sao nhà Đức nói câu ngộ vậy? Tại vì chùa mình không về, nên khi người nhà cũng không điện thoại được. Nên tháng lần có giảng, bài giảng này quay rõ ràng mặt mày. Nếu như coi mà không thấy mặt người thân mình là chết rồi. Hiểu chưa? Nên vô đây liền, vô đây hỏi kỹ là sống hay chết. Tại vì quay kỹ hết mà không thấy mặt á, nghĩa là có thể chết. Mình vô đây mình hỏi thử coi còn sống hay không, thấy không? Nên cái quan trọng là cái sống vui quý vị. Nhân Đức thường nói câu quầy vốn mà nó đúng lắm. Vui cười là viên thuốc để trị bệnh buồn, buồn khổ là viên thuốc để trị bệnh vui cười. Vui cười. Nên từ nơi đó mà cái viên thuốc vui nó hay lắm. Nó trị được bệnh buồn của mình mà nó còn trị cái bệnh buồn của người khác luôn. Tại vì mỗi lần ai gặp mình cái là người ta vui. Còn nếu như mà mình buồn là viên thuốc này là nó trị cái bệnh vui, nó hết vui mà nó làm cho người khác nhìn thấy mình cũng bị buồn. Nên chúng trong chùa mình ai cũng vui gì, nên ta vô chùa mình đã thích là phải rồi. Tại sao có những ngôi chùa người ta ít đến? Vì chùa đó buồn, người buồn quá, người khó chịu nên ta không đến. Còn chùa mình người vui, người gần gũi, gặp nhau chắp tay niệm một câu Phật hiệu cười cái là thấy ăn tình, là thấy đặc biệt. Định vô chùa cúng 200.000 mà cuối cùng cúng 20 triệu. Vì nhớ nha, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời người đó sẽ lỗ, nó lỗ nặng luôn á. Mà mình thường cười á là mặt mình sẽ hết xếp ly. Mà mình thường nhâu á là mặt mình ly nó xếp tá lả. Nên quý vị biết rằng là lúc trước mà cách nay mà khoảng có 10 năm về trước, Đức già bây giờ 10 năm về trước. Rồi trước nữa là khoảng cỡ 6 năm về trước là Như Đức còn ngoài đời, già hơn bây giờ luôn. Là cách mười mấy năm mà ngày xưa già hơn bây giờ. Thì vì biết những Đức thì vì biết là cái danh từ nhọn là biết rồi. Nhọn mà hô miệng rộng mà ưa nhau là thường là cứ mặc gì nè. Làm cái gì cái là viết cái trên đây nè quý vị, nó nhăn hết. Vì biết từ miệng chúng ta đến mũi và đến trán chúng ta và đến đỉnh đầu là mặt tiền.
không? Mà người mà thường nhâu là nó đang cớp cái mặt tiền này lại thành hẹp. Mà mặt tiền nó hẹp làm ăn không phát đạt. Mặt tiền mà, mặt tiền thì phải mở rộng ra. Mà muốn mở rộng ra thì phải làm sao? Đó, mở rộng ra liền vậy đâu. Nhưng mà như vậy là nó hẹp à. Hẹp. Nên tất cả những người mà nhâu gì nghe bài giảng này cái là mở ra liền, là tức khắc phước duyên nó theo cái mặt tiền nó đến. Thí dụ như mặt tiền đẹp nó thấy ta thích. Còn cái mặt tiền mà thấy nó tối hù người ta, trước nhất là gặp là không thích. Thấy không? Đó. Nên quý vị coi cái hội chúng mình phải cái mặt tiền đặc biệt không? Nhìn ai cũng sáng sủa, nhìn của quý thầy ta. Quá chói. Còn quý vị nhìn lên những đứa cũng thấy quá chói. Đúng không? Đó. Nên nhìn xuống đại chúng thì quá sáng. Đặc biệt thì đúng là thầy dò sáng chói. Cái này quý vị coi đó. Đây gọi là một cái hạnh phúc đặc biệt của một đại gia đình. Mà đưa lên những tư tưởng này vì thấy đúng là Phật sắp xếp. Tự nhiên chùa nó có một cái sự sống động gì sống trong ngôi Tam Bảo, mà gọi là nó có một cái sự mà mới mẻ. Ngày nào cũng đi tu lâu lâu cái tự nhiên lên ngồi nghe Pháp, ngưng niệm Phật bữa, ngồi nghe Pháp chơi vậy đó. Cười chơi vậy đó, được không? Thấy chưa? Thì thấy đúng là quá mới mẻ không? Quá đặc biệt. Thật là mới mẻ luôn, thiệt luôn á. Mà khi mà những đức đưa lên tư tưởng này, chúng mình như ai cũng hoan hỷ. Thật sự mà nói cuộc đời mình đi đến đây cũng phải để là cái gì chứ. Thầy thì mỗi ngày trên mạng quá nhiều, còn con không thấy trên mạng lần nào. Bởi vì mình nghĩ cho người ta, quý vị. Có nghĩa là những ngày chủ nhật, ngày lễ làm quá trời luôn, không được lên trên đây ngồi. Khi sống trong đây với thầy mà toàn thầy giảng, ngồi ở trên chánh điện giảng cho người ta nghe không à. Có khi coi thì coi qua tivi này kia, ít bao giờ ngồi trực tiếp gì. Mà bây giờ tự nhiên cỡ mở ra được chỗ này, một tháng hoặc nửa tháng ngồi gì cái tự nhiên thấy phim ảnh của chúng thường trụ trên mạng cũng nhiều. Ta nhìn chúng thường trụ tự nhiên đó là sức thu hút, cái đầu kéo. Ta nhìn người thường trụ ai cũng sáng, mà Phật nói là tướng do tâm sanh. Mà cái tâm nó phải an lạc cái tướng nó mới đẹp. Còn nếu như cái tâm mà buồn cái tướng sao đẹp. Nên từ nơi đó mà nhìn cái tướng của đại chúng, cái tướng quý thầy, tướng quý sư cô, tướng các cô, các cụ, các chú là biết. Biết làm sao rồi đó. Thì họ vui, họ vui mới được gì quý vị. Bây giờ quý vị coi quý phim thấy rõ ràng luôn, sáng sủa. Ở đây là một cái hội chúng, đúng là một đại gia đình. Đúng là chùa là tổ ấm ta về. Nên một người mà tâm trạng buồn, tâm trạng nặng nề một chút, ở trong đây lâu ngày mắt sạch. Tại vì sao? Vì nhiều người vui quá nó trang trải qua phụ mình. Còn tại sao mà người vui ở trong chùa mà ra ngoài buồn nhiều? Là vì ở ngoài đời nhiều người buồn, nên nó áp qua mình, nên mình không có phát triển được niềm vui. Nên quý vị nào Phật tử khắp nơi nơi mà đi vô chùa mình mà gặp một người buồn, là số quý vị thật sự mà nói, số hình như là thiếu phước, thiếu duyên. Chùa trong khi là người đa phần người nào cũng vui, mà chỉ có 4-5 người, 5-7 người tâm trạng nặng nề, quý vị gặp ngay người đó là vì biết số phận sao rồi đó. Số phận này phải siêng năng niệm Phật lên mới được. Tại vì nó không được duyên phước đầy đủ nó mới gặp ngay người đó. Quý vị mà đi vào trong chùa mình mà gặp thường trụ mà người nào mà than buồn quá, là quý vị biết quý vị rồi đó, duyên phước quá thiếu. Bao nhiêu con người vui không gặp mà gặp ngay người buồn, thấy không? Tại vì sao? Vì cuộc đời mình thường đem cái buồn đưa cho người ta. Trong nhiều đời nhiều kiếp thường đem cái buồn cho người ta, không biết làm cho người ta vui. Nên đời này tự nhiên mình vô nguyên một cái đám vui mà mình gặp ngay một người buồn. Mình có thường đem cái gai gốc cho người ta, nguyên một vườn hoa đẹp, toàn là hoa thơm, hoa đẹp không, mà mình ngắt ngay
cây hoa mai dương gai không. Thấy chưa? Mình nói tại sao cái số phận tôi như vậy? Tại sao? Tại bạn gieo cái nhân gai gốc cho người khác. Bạn đi đâu mà cũng đem cái nặng nề cho người ta là nhân, thì bây giờ bạn gặp cái quả là gai gốc nặng nề chứ sao? Nếu đời này bạn mà không chuyển hóa lại, đời sau cái cảnh giới của bạn là tam đồ ác đạo chắc chắn. Nên mỗi một con người chúng ta, quý vị phải nhớ rằng là niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Thí dụ như điện đủ, quý vị thấy đèn sáng chưa? Nếu điện này mà thiếu thì đèn nó giật. Nghe chưa? Còn nếu như đèn dầu mà hết dầu là người hết duyên hết phước, là đèn tắt. Nên chúng ta là người tu hành, người niệm Phật, người ăn chay, người phóng sanh, là năng lượng của chúng ta lúc nào cũng tràn đầy. Chúng ta phải tạo ra cho mình một cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Để làm chi? Để mình luôn luôn trang trải cho tất cả những người thiếu năng lượng. À, vì thấy bước lên cái là con người nó hừng hực cái tâm liền, thấy không? Con người sao mà năng lượng nó đầy đủ dữ vậy? Bước lên mà gọi là người ta thì còn rô đai, ít gì cũng 15 phút nó mới, cái máy này nó mới chạy nhanh được. Còn cái này lên một cái là chơi tốc độ. Đúng là cái bộ máy này quá mạnh, gọi là tốc độ tăng tiến. Vừa bước lên là cắt bánh đầu liền, còn chạy một bánh luôn. Bị biết quá dữ, hiểu chưa? À, nên quý vị thấy tự nhiên bây giờ người ta coi qua công đoạn này, tự nhiên người ta ngồi một mình, ngồi hai người, ba người, năm người, ngồi ở đâu người ta cũng cảm thấy vui. Nghe cái đề là thấy hấp dẫn rồi. Sống vui, sống an lạc, sống thường cười. Thấy không? Đó, nghe cái đề thôi là nhắc nhở cuộc đời mình. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời của chúng ta, mỗi một con người sanh đến cái cõi đời này, người cao, người lùn, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người hô, người súng, nó đa dạng người, có những người mù, có những người què trong cái cuộc đời này. Nhưng cái đặc biệt của chúng ta mà người xưa nói rằng, những cái đó bạn chưa phải gọi là thiệt thòi. Những cái bất hạnh trong cuộc đời bạn chưa gọi là thiệt thòi. Mà sự thiệt thòi lớn nhất trong cái cuộc đời của bạn là gì? Là bạn không gặp được thiện trí thức đưa cho bạn một phương pháp tu, đưa cho bạn một con đường giải thoát. Đây là sự thiệt thòi lớn nhất của đời bạn. Nên mỗi một người chúng ta bây giờ nghe được Phật pháp, biết niệm Phật, có con đường đi về một quốc độ tuyệt vời, thì chúng ta cảm thấy rằng mình không có một cái gì ở trong cuộc đời này mà khổ, mà buồn hết. Vì sao? Vì mình có phương hướng giải thoát. Không? Mình có phương hướng giải thoát rồi. Bây giờ đại chúng, bây giờ chúng ta ở đây nè, mỗi người niệm Phật, mỗi người làm công quả, mỗi người công việc nè. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà đến, cầm đài sen đến, khi thọ mạng mình đến, cầm đài sen đến, hàng thánh chúng, Quan Âm Bồ Tát, thánh chúng, Phật Di Đà. Tự nhiên lúc đó quý vị biết rằng cái tâm quý vị và tâm Phật là một. Tự nhiên thánh ấy, toàn hư không là Phật A Di Đà. Vui vô cùng. Hăng thể lúc đó không đau đớn gì nữa chứ. Phật A Di Đà ngay đưa đài sen xuống. Vì bước lên đài sen, véo. Vì nghĩ hạnh phúc cỡ nào chưa? Quá hạnh phúc. Nó, mình nghĩ cái ngày đó một cái là con người chúng ta cảm thấy rằng là trong cái cuộc đời này chúng ta nuôi cái hy vọng đó là đẹp nhất trong cuộc đời mình. Quý vị phải nhớ rằng có nhiều người, người ta ngoài đời, người ta giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, bao nhiêu căn nhà biệt thự, xe cộ, phương tiện, đất đai quá trời nhiều. Nhưng mà người ta lại nuôi đi vào cái chỗ tiêu cực là gì? Một ngày nào người ta chết đi, người ta không có con đường đi về. Người ta nghĩ rằng cuộc sống ở đời này, sống thì phải hưởng thụ, phải ăn chơi, có của cải, có sự nghiệp, có danh. Nhưng người ta quên đi cái chuyện khi người ta chết còn cái sự tái sinh. Thì vì phải biết rằng cái cuộc đời mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này và ra đi, chúng ta tái sinh là thay đổi một thân mạng. Giống như bây giờ mình ở một cái căn nhà nghèo, mà mình khi có phước tăng lên mình có một căn nhà to, phước tăng lên nữa mình có căn biệt thự, có phước nữa mua thêm căn. Thì giống như bây giờ chúng ta mang một cái thân con người ở cái cõi đời này, khi chúng ta có tu hành và có phước, chúng ta có niềm vui, chúng ta không buồn giận ai để trong tâm, chúng ta mỗi ngày sống tích cực Phật pháp, thì tự nhiên khi chúng ta mất đi thay cái thân chúng ta, tệ gì cũng cõi chờ, còn lên nữa là phải cõi Phật. Quý vị chọn đi, lên đó chứ phải xuống.
Nên chúng ta nói rằng cái người mà không nghe được Phật pháp là họ đang đi xuống tiêu cực. Đang đi xuống tiêu cực đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta là người nghe được Phật pháp, quý vị công nhận là mình quá mừng. Quá mừng. Vỗ tay chút hết giảng. Bị sốc. Biết rằng nên từ nơi đó mà cái ngồi cho công chúng mà làm cho người ta vui thì cái chuyện đó nó phải cần cái gì? Niệm Phật. Tại vì sao? Đức Phật A Di Đà ngài còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ. Nên cái người niệm A Di Đà Phật mà cái mặt rầu rĩ là không phù hợp. À, không phù hợp. Cỡ nào thì cỡ cái mặt bèo gì cũng là. Hiểu không? Còn tươi chút nữa là cỡ này. Thấy không? Nó đề liền, thấy không? Cái người mà có cái tâm trạng vui sẵn, nó đề nụ cười, nó đề nhanh, công nhận luôn. Còn mình chậm cỡ nào thì cũng vậy. Thấy không? Lên từ từ chứ. Đó. Bây giờ những người mà không cười được á thì phải tập cười một mình. Bây giờ sáng thức dậy, đứng nhìn vô tấm gương trong nhà vệ sinh hay nhà nào vậy đó, phòng ốc vậy biết. Đứng nhìn vào, lúc đó mặt bù xù chưa rửa mặt luôn. Vừa ngủ thức dậy, thấy không? Bắt đầu nhìn vô tấm gương. Trước nhất là thí dụ như ngủ đêm đó mình đút miếng chải hai bên còn dính, thì mình le cái lử ra mình liếm. Nó làm một cái nền cho mình mắc cười á, hiểu chưa? Nhìn mình sao nó ngộ quá mắc cười á. Rồi bắt đầu là mình chưa cười được liền thì bắt đầu là mình niệm 10 câu Phật hiệu. Xong mình tập cười như thế nào? Tự quý vị nhìn quý vị thấy sao quý vị giống khùng quá. Rồi quý vị cười. Nó lạ như vậy. À, mình nhìn mình giống như mình là cái thứ khùng quá trợn gì á. Rồi tự nhiên cái mình mắc cười cười thiệt luôn. Đó nghĩa là lót cái nền làm giống khùng rồi mình mới cười. Ngộ ghê, công nhận hay thiệt. Đó, có cách chứ không phải không có cách đâu. Chứ đâu phải là con người tự nhiên mà vui được nhiều hoài. Nó phải cần có sự rèn luyện niềm vui. Giống như buồn cũng do rèn luyện mà buồn. Bây giờ những đứa hỏi quý vị, có nhiều người họ buồn là từ khi sinh ra họ bị tiêu cực, cái tâm trạng bị bỏ rơi. Hoặc trong cái cuộc đời của họ gặp những cái cảnh ngộ gì đó, họ mang một cái dấu ấn cái cuộc đời đau khổ. Rồi họ mang cái dấu ấn khổ đau đó để đặt vào tâm và đầu óc của họ cứ nghĩ mãi cái sự khổ đau đó. Rồi họ cứ thường buồn, đó là tập buồn. Nên họ buồn 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 buồn. Có giỡn đâu nghe. Họ buồn đó là tập buồn á. Thì bây giờ sao? Tập vui lại, tập cười lại, tập vui lại. Thì tức khắc cái đoạn đường sau này vui. Công nhận hay thiệt. Quá hay. Thấy không? Bây giờ nhận đức nói với quý vị nghe chứ không thể nào mà giả trang được đâu quý vị. Không thể nào mà kêu cái hội chúng này lên đây vỗ tay mà cừ mà khơ khơ vỗ tay gì được đâu. Họ mới có cảm giác thật sự là có sự thu nhiếp. Họ mới vui trong lòng của họ, mặt họ mới tươi. Chứ gặp mà họ lên đây mà họ vỗ tay họ cười gượng cái mặt họ làm nè. Hoặc là họ vỗ tay làm nè. Vỗ tay mà cái mặt ghê lắm, như khỉ khô vậy đó. Cười vậy đó, còn cái này là người ta cười thiệt. Nhưng mà cái pháp vị nó giúp cho mình cười thiệt quý vị à. Không có ai mà giả trang được đâu. Đó quý vị coi ngày Chủ nhật quý vị thấy không? Từng Chủ nhật nào người ta cũng đến ào ào. Bây giờ những đức nói với quý vị nghe, nếu như tâm trạng buồn chán nặng nề, bây giờ quý vị thử đi đến ngày Chủ nhật mỗi tuần đi. Quý vị hãy đến thử. Nếu như đi đến 2-1 tháng mà nó không có kết quả thì tính lại. Thử 1 tháng đi. Trong 4 tuần thì coi nó có kết quả chút nào không. Nếu nó có được kết quả một chút thì mình tăng thêm 1 tháng nữa. Nó tăng thêm một chút kết quả thì tăng thêm. Cứ như vậy buồn tự tan biến. Buồn tự tan biến liền. Thật sự luôn. Vì coi quanh năm suốt tháng ở trong chùa, người ta không đi chơi ở đâu. Vậy mà người ta vui. Vì sao?
vì cái pháp vị trong lòng của họ nó tràn trề, cái pháp vị nó đặc biệt quá. Quý vị phải nhớ trong kinh Phật nói nghe, pháp vị thắng mọi vị, pháp vị thắng mọi vị. Nó có một cái cô này, cô đến cô gặp những đứa, cô nói thầy ơi, con có một cái bệnh con sợ ma kinh khủng, đêm nào con ngủ á thầy là con cứ vừa nhắm mắt là ma đến ngồi vậy đó. Bà nói rõ ràng bà rất sợ ma, đêm ngủ là tự nhiên vừa nhắm mắt ngủ là ma đến. Tại vì sao? Vì sợ. Vì sợ. Hòa thượng mình nghe nói câu cũng hay nghe, ma bắt coi mặt người ta, nó thấy thằng nào con nào nhát nhát thì nó lỡ nó bắt hoài. Thì cái bà này bà nói rằng là con mà nhắm mắt cái là ma đến. Những đứa hỏi bà là ma đực hay ma cái, mà hỏi cho kỹ. Bà nói con nhìn con ma này sao nó cũng phải đực cũng phải cái nữa thầy. Những đứa đó vậy là ma bi đê. Hỏi ủa sao kỳ vậy bà, sao mà bà nói không phải ma đực không phải ma cái là sao? Bà nói ngộ lắm, con ma này nó băng đồ, khúc trên thì giống nam mà khúc dưới giống nữ. Tại sao sao ma kỳ cục. Ma này chắc ma lên đồng bóng rồi chết thì sao mà hiểu chưa, trên thì nam mà dưới thì băng đồ nữ. Mà như đức hỏi là rồi nó có nói chuyện không? Bà nói có. Như đức hỏi bà là nó nói chuyện sao? Bà nói là nó cứ đưa tay gì, rồi nó cứ cái gì, rồi cứ cái gì, rồi nó nói cái tiếng gì mà con nghe không được. Mà những đứa hỏi bà có nghe cái tiếng gì không, bà nói là nghe cái gì mà mình sao kỳ cục cái trời. Ma giờ ma kỳ cục, không lẽ ma này là ma Campuchia. Bà nói là bà vừa nhắm mắt và cái là nó đến, bà vừa nhắm mắt đến với bà sợ nhắm mắt. Bây giờ con phải làm sao thầy? Nó là quá sợ ma luôn đó. Bà đến mà hỏi rồi cuối cùng bây giờ con phải làm sao thầy? Những đức nói bây giờ những đức chỉ vào một cái tuyệt chiêu, một câu thần chú mà đặc sắc luôn. Được chưa? Bà nghe. Lúc đó bên này, dạ thầy nói đi. Xong những đức nói, bà nghe cho kỹ. Xong bà nói, thầy nói đi thầy. Giống như là mà cái cảm giác ghinh gặp để mà bắt một cái gì mình phải làm cho người ta mà nó phải nỗ lực gìn gặp và nhiếp tâm gìn gặp để mà chụp cho bằng được. Bây giờ mình vừa nói vậy mà mình nêu lên liền thì nó không có trọng lượng của câu thằng chú này, hiểu chưa? Mình nói cô nghe nè, cái bà nói dạ thầy nói đi, cô chuẩn bị nghe. Bà nói con đang chuẩn bị nghe dữ lắm, thầy nói với thầy. Xong như đức nói là nghe kỹ nghe. Bà nói được rồi thầy, con dảnh lỗ tai lên, lỗ tai con dảnh hết rồi, môi mỏ gì dảnh hết trơn. Thầy cứ hỏi hoài mà thầy không nói, môi mỏ miệng gì lỗ tai nó dảnh lên hết rồi. Thầy nói với thầy, nhân đức nói bà cứ đi đứng nằm ngồi nha, bà cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà cứ niệm suốt, hiểu chưa? Rồi sáng tối bà cứ lễ Phật, niệm Phật lễ Phật, chỉ bà cái thời khóa niệm Phật lễ Phật, bà cứ làm tới luôn, cứ như vậy mà làm. Rồi đi đứng nằm ngoài bà cứ niệm Phật, ma đến bà cũng niệm Phật, mà người đến bà cũng niệm Phật, bị đê đến bà cũng niệm Phật luôn. Thì lúc đó bà đã mới nói rằng ủa chỉ có vậy thôi hả thầy? Nhưng đức nói chỉ có vậy chứ bà muốn gì nữa. Xong nó nói trời ơi vậy mà tưởng đâu cái gì. Mày thấy không? Thiếu lòng tin, thiếu lòng tin thì làm sao thành công được? Nếu như mà chăng thật mà tin mà áp dụng đi, bởi vì sẽ thấy cái câu thằng chú này nó lợi ích cỡ nào. Tất cả những người sợ sệt, nhút nhát, không quyết đoán, chỉ cần siêng năng niệm Phật là người này sẽ sanh ra một cái tâm quyết đoán liền, và cái tâm không sợ sệt. Một con người thường buồn mà nhớ Phật là sẽ vui liền. Ấn Tổ nghe nói là niệm Phật thì thường vui, nhớ Phật thì thường vui, mà quên Phật thì thường buồn. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật bị nghiệp chuyển. Đó. Đó. Nên một câu Phật hiệu này mà chúng trong chùa sống
vui, sống an lạc, sống thường cười. Chỉ có một câu Phật hiệu này thôi. Và 15 năm nay như Đức đi tu, chỉ có một câu Phật hiệu này mà áp dụng trong cuộc đời mình, mà thay đổi được cái cuộc sống của mình, thay đổi được cái số mệnh của mình. Và mình thường vui và đỡ hô. Vì nghĩ đi, đỡ hô luôn đó. Những Đức nói với tất cả những người hô, những người súng, những người lé, những người lùn, những người què, những người mù, quý vị chỉ cần niệm Phật, tức khắc những cái điều mà quý vị cho rằng cái cuộc đời quý vị sanh đến đây như vậy là đau khổ, như vậy là buồn chán, quý vị niệm Phật đi, quý vị sẽ không bao giờ còn cái tâm đó nữa. Vì không bao giờ quý vị còn cái tâm đó nữa, nhớ nghe. Dẹp cái tâm đó liền. Vì sao? Có Phật hiệu nó giải mã quý vị à. Có Phật hiệu nó giải mã những cái thứ tiêu cực ở trong cái tâm trí của mình. Vừa đặt câu Phật hiệu vào là nó giải mã những thứ tiêu cực liền trong tâm trí mình liền. Thí dụ như một con người này, khi họ vừa sanh ra đời, họ gặp những cái điều mà gọi là trở ngại trong cuộc đời của họ. Giống như có một cái cô có gặp những Đức, cô nói rằng: thầy ơi, con đau khổ mấy chục năm cuộc đời con luôn đó thầy. Những Đức hỏi chuyện gì? Bà nói rằng là con lớn lên mới có 14, 15 tuổi, ba ruột của con hại cuộc đời con, con ám ảnh mấy chục năm nay. Những Đức nói: cũng như bà trả một món nợ đi, mấy chục năm nay bà ám ảnh, bà thấy bà sống có hạnh phúc không? Bà nói: dạ không. Những Đức nói: như vậy thì từ hôm nay bỏ qua đi, đây toàn là những cái quả báo mà mình đến đây để trả. Nên trong kinh Phật nói rằng là nhân sinh thù nghiệp, đi đến đây để gọi là báo thù rửa hận, đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán. Nhớ nghe, trong cái trả nợ mà nó có cái thuận duyên, trong cái trả ơn mà nó có cái nghịch cảnh, có đó. Trong cái trả nợ mà quý vị có thuận duyên là khi trả nợ đau khổ lại gặp Phật pháp là thuận duyên. Trong cái thuận duyên mà không biết tu, nó trở thành nghịch cảnh trong cuộc đời mình. Nó rõ ràng không? Nên trong cái cõi này nó rất là lạ, đòi hỏi là mình có trí tuệ để nhìn nhận ra được cái mà mình gặp hay không. Có khi cả cuộc đời mình toàn là gặp cái gì đâu không à, nhưng mà may mắn cuối cuộc đời mình, gần hết cuộc đời mình lại gặp của báo. Đó là gì? Gặp người dạy mình niệm A Di Đà Phật. Đây là của báo vô giá đó quý vị ơi. Những Đức nói thiệt á, đây chính cái cuộc đời của mình nè. Bây giờ sống có ý nghĩa, làm việc có ý nghĩa, và những cô trong chùa này làm việc có ý nghĩa, những thầy ở đây làm việc có ý nghĩa, các chú ở đây làm việc ý nghĩa, các sư cô, toàn bộ đại chúng đều làm việc có ý nghĩa. Vì coi, ý nghĩa này quá tuyệt vời. Chúng ta được cái cơ duyên này mà mình không cố gắng, mình chờ cơ hội nào? Lao hoài, nó không tôi coi xuống rồi, chơi hết luôn, rửa mặt bằng mồ hôi luôn. Nhưng mà quý vị thấy những Đức mà khi mà lên cái mục giảng, quý vị thấy mặt đẹp không quý vị? Hồng hào phải không? Hồng hào phải không? Biết sao hồng hào không? Máu đầy đủ. Hiểu chưa? Máu bơm lên não. Bộ não nó đã sáng rồi thì tự nhiên con người có đầy đủ năng lực. Quý vị biết vì sao con người bị yếu ớt không? Vì não bộ bị thiếu máu. Não bộ bị thiếu máu. Quý vị đi hỏi bác sĩ đi, phải không? Nhà khoa học cũng nói y ran như vậy luôn. Một cái tâm an lạc, một cái tâm thiện, nó giúp cho nước trong cơ thể mình hoàn toàn kết tinh tốt. Mà nước khi kết tinh tốt, tức khắc mặt mình đẹp liền. Dù có người này từ lỗ mũi xịp, lỗ mũi trâu như những Đức, từ trán dồ đầu bự như những Đức, từ mắt lòi như những Đức, miệng rộng như những Đức, nhưng quý vị biết rằng tất cả những cái mũi miệng mắt đầu không đẹp như người ta đẹp, nhưng mà nó lại sanh ra một cái tướng quý vị thấy hoan hỷ. Kỳ như vậy, quá tuyệt vời. Như vậy thì quý vị sanh đến cái cuộc đời này đẹp xấu chưa phải quá quan trọng, mà quan trọng quý vị có nuôi được một cái tâm lực
quý vị sống an lạc vui hay không? Đúng là tuyệt vời. Nếu như quý vị có thể sống an lạc, sống vui, thì dù là quý vị xấu nhưng mà vừa nhìn quý vị người ta hoan hỷ liền. Vì sao? Vì cái năng lượng từ trường quý vị là một cái nguồn năng lực để thu hút. Thấy không? Những đức cái gì đâu? Những đức nói bây giờ nghe, lễ lọc chủ nhật những đức còn thu hút còn hơn ca sĩ nữa. Nó thiệt á, thì thấy rõ ràng luôn. Chủ nhật lễ lọc quý vị coi quá trời người ta đông, thiệt là đông quý vị thấy không? Ca sĩ còn chưa đông mà bằng mà gọi là sự thu hút của những đức. Mà trong khi có người này ngày xưa là người gì? Người gì? Quý vị có biết người gì hay không? Một con người cực kỳ hư hỏng. Một con người đã từng vượt chó. Trời, người ta thì bị chó vượt, còn tôi vượt chó. Thì biết không? Nhậu xỉn vô hết mồi, vượt con chó bắt gặp bằng thịt ăn. Chó gặp như đứt chạy giỏng đuôi. Ba chợ kinh khủng luôn. Vậy nghe không? Tôi nói cho quý vị, con người bây giờ mà được thu hút như vậy là nhờ niệm Phật. Quý vị có biết cái lịch sử của họ ngày xưa là gì không? Là tên vượt chó. Ghê thiệt. Quá kinh khủng. Nên những đức nói một con người mà gặp pháp môn tịnh độ này nghe, quý vị sẽ thay đổi cuộc đời quý vị qua tâm trạng. Nên một con người mà mang một tâm trạng buồn, những đức nói thật sự quý vị rất thiếu phước đi mang một tâm trạng buồn. Vì một cái tâm trạng buồn sẽ không bao giờ giải quyết được tất cả những vấn đề gì trong cái cuộc đời này hết. Buồn cũng như là chúng ta bị rối trí vậy đó. Càng rối càng rối càng rối. Có những việc trong cuộc đời này buông được thì buông, có những việc trong cuộc đời này không buông được thì đừng nên cố buông, mà nên gây dựng một nguồn năng lực rồi tự mình sẽ buông được. Hiểu chưa? Giống như bây giờ Nhân Đức chỉ có 1m67, mang dép cao thì một chút, còn bỏ đâu dép xuống thì còn 1m65. Hiểu chưa? À, thấy chưa? Bây giờ tôi gặp cái thằng Mỹ 1m75, nó lợn nó thách đấu với tôi. Nó hỏi mày là người Việt Nam bị lùn không? Phải người Việt Nam mình lùn mà tại tôi lùn. Nó nói tôi là người Việt Nam bị lùn. Tao là người Mỹ 1m75, thấy không? Nó bây giờ tao thách đấu với mày, mình nói ngon mày nhào vô. Nó trên nó gọi xuống một cái nằm đống im gu. Trọng tài đập 3 cái không ngồi dậy thua. Thì Nhân Đức nói rằng mày chờ xem, có một ngày tao sẽ báo thù cho mày biết. Ý muốn nói rằng có những việc trong cái cuộc đời này mình không đủ năng lực buông và mình chưa bỏ được, Phật Pháp vẫn cho mình cơ hội để gây dựng. Chỉ cần mình kiên nhẫn, mình quyết chí, mình sẽ buông, mình sẽ bỏ. Mình là một con người ác, Phật Pháp sẽ cho mình cơ hội, từ từ mình sẽ thiện. Cũng như tôi hồi nãy tôi nói, tôi chỉ có 1m65, gặp thằng Mỹ 1m75. Nó gọi một cái, nằm một đống. Trọng tài đập 3 cái, tôi nằm im gu, thua. Nhưng khi tôi ngồi vậy tôi nói mày chơi xem. Có gài tao báo thù cho mày biết. Được không? Má nó quýt không? Không quý vị. Đó có nghĩa là mình vẫn phải gây dựng cho mình, chứ không phải nói rằng mình sẽ mãi mãi thua nó. Mình bỏ cuộc thì cái tâm đó là cái tâm thất bại. Nên trong nhà Phật có câu nói rất là hay: nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẫn lớn thành tụ lớn. Chỉ cần bạn có mục tiêu, bạn có phương hướng, bạn chỉ cần gây dựng lâu bạn sẽ thành công. Bây giờ quý vị coi người này ngày xưa là vượt chó, chó không dám vượt. Phải chi mà chó vượt thì tên này còn hiền chút, còn này tên này vượt chó thì biết nghĩ sao. Vậy mà tên này kia đi vô đạo niệm Phật, còn bây giờ người này không có trình độ gì cả. Như vậy mà con người này bây giờ giảng pháp, bao nhiêu con người nghe thì bấm lên mạng đi,
quý vị chỉ cắt cần bấm thầy thích là quý vị sẽ thấy cái mặt như Đức. Ghê thiệt, kinh không? Mà người này ngày xưa vượt gió, không ai muốn biết tới người này, mà bây giờ chỉ có câu Phật hiệu. Bây giờ trên mạng nhiều hình ảnh người này như vậy, nhiều người đi đến đây, nhiều người sang trọng có trình độ cũng đẹp, vậy mà đòi xin chụp hình. Kinh không? Ngày xưa xin chụp hình với người ta, người ta chửi. Ngày xưa xin chụp hình với người ta chửi. Mà ngày xưa chuyên gia gặp mấy gái trẻ trẻ là đi ra đường được chơi là ưa gặp này, chụp hình kết duyên được không? Nó nói đi ra, mặt xấu quá, hồ hấu, lùng xịn. Ghê không? Mà bây giờ người ta lại xin chụp hình. Có khi lễ lọc mà lại ông âm xong mệt vô cùng, mặt mày bớ phờ, vậy mà người ta lói đầu ra người ta chụp. Nói câu nghe nó cũng tiếu tới ghê, lôi đầu ra chụp. Là vì sao? Mình cứ ra xe để mình về mà họ cứ gịch mình. Gịch mình. Họ nói thầy chụp chứ con bôi hình đi thầy. Mà lúc đó mặt bơ phờ á, chụp thì chụp. Có cái bà kia bắt gỡ qua bôi hình, nói thầy chụp hình công nhận có duyên dễ sợ. Mình tưởng nó có duyên thiệt, khi mình coi tấm hình mình giống hình là người có tật. Tại vừa lại con âm xong mệt quá, đi ngắt ngang ngắt ngéo rồi bà gịch lại cái. Bây giờ mình đang đi vậy bà gịch lại cái sẵn quẹo quá. Cái tranh thủ chụp thì sợ mình đi luôn, chụp cái bộp cái tự nhiên mình. Rồi tiếp tục tới bà bên đây bà gịch cái tự nhiên mình. Gỡ qua hai bộ hình đúng là hơn người mẫu quốc tế. Thấy không? Trời ơi, bị coi á. Mà người này ngày xưa gì đâu mà bây giờ ta gịch người ta chụp hình vậy đó. À, quá trời luôn. Đứa bé nhỏ xíu xíu, mẹ nó ẵm nó, mẹ nó chụp hình với mình. Vậy mà cái mặt mình gì mà nó nựng. Ngộ đi niệm Phật chứ sao ai gặp ta cũng thương. Bữa đó ở dưới, hôm qua, chủ nhật cái gì nè. À đúng rồi, ăn cơm nhà ăn xong chạy xe đạp vòng vòng, mà xe đạp giống xe khỉ, tướng lùng mà chạy xe đạp lùng chứ sao, mà chơi cái số xe đạp mà nhanh, đạp giống như không đạp, đạp như không đạp, cái số xe đạp mà đạp như không đạp, phải không? Đạp mình chạy bộ mình chạy cũng vẻ nghiêm nghiêm rồi chạy. Bốn con nhỏ gái đến chùa, chắc nghe pháp mỗi tuần chủ nhật, fan hâm mộ thì sao không biết. Xong đi ngang, mình đi ngang, mình gặp A Di Đà Phật. Bà mặt cười chảy kỳ lắm. Tại vì mới ăn cơm no ra mà sao cười nổi. Chạy xe đạp nữa, đang chạy ngang, tự nhiên bốn cô gái đi vô nghe pháp. Mình thấy mình chạy xe đạp, mình chạy từ từ, mình gặp mình A Di Đà Phật. Xong vừa phớt ngang cái mình nghe, trong bốn cô có một cô nói, công nhận nhìn thầy thấy cưng ghê. Nghe rõ ràng luôn. Công nhận thì ngộ ghê, thì thấy không? Cái người niệm Phật nó lạ vô cùng, đâu có đẹp đẽ gì đâu, mà sao tự nhiên người ta thương? Rõ ràng trong kinh Phật nói, người niệm Phật chờ người hoan hỷ. Thấy không? Cài mắt quá. Đèn sáng quá. Đèn sáng mắt mờ nên cần mét xa mắt. Vì nhớ nha, khi mà những Đức ở bên kia mà chuẩn bị qua đây giảng đó, là bắt đầu những Đức ngồi. Ngồi nghe. À gì đó bắt, gì đó bắt. Làm lia làm lịa hết trơn. Biết gì chưa? Để cái miệng mình nó nhại, hiểu không? Nếu cái miệng nó cứng quá qua nói chậm, nói không có không thu hút. Còn con mắt mình nếu không là ngồi bên lâu mắt qua nó mờ, đi qua mà nhìn người ta gì buồn lắm.
Thì bên đó nhà Đức ngồi, nhà Đức mới xa miệng xong mới xa mắt. Chớp lia chớp lịa, tự nhiên mắt lanh lên. Ừ hay lắm quý vị. Mà nhà Đức thấy làm những cái chuyện lạ lạ không mà ngộ ghê thành công à. Nhưng mà phải dùng câu bật hiệu theo cái miệng nghe. Giống như cái la bàn như nó bị tứ hướng luôn. Các vị thấy rõ ràng phải không? Ừ, vậy đó qua mà ngộ cái miệng nó lanh lắm nghe. Ồ, miệng rất là lanh luôn. Nên quý vị mà khi mà sắp sửa đi ký hợp đồng nói chuyện rồi với ai á, đâu đầu là rồi tự nhiên miệng vô nói chuyện rẹt 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 rẹt, đầu óc tỉnh lại liền. Vì sao? Nó giúp cho cái đầu óc mình hoạt bát lại, cái bộ não mình sáng liền. Cái này là như Đức nói 100% luôn. Hoặc là cái gì? Vì dùng phương pháp lễ Phật 4 chữ, lễ Phật khoảng mấy chục lại. Xong quý vị bước ra nói chuyện với người thì quý vị sẽ thấy đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn. Đầu óc tỉnh veo. Cái môn lễ Phật này hay lắm. Nó máu nó bơm lên não đầy đủ của người, nó chí sáng. Lời nói mình nhạy bén có lực. Vì thấy như Đức nói chuyện nó dứt phát câu nói vô cùng không? Nó không bao giờ có cái chuyện nói chuyện mà rề rề. Không bao giờ mà nói chuyện mà lên nói cái mà không biết câu này đúng hay sai. Không có vụ đó đâu. Nói là rẹt rẹt rẹt. Chưa? Đó. Ta mới nghe được. Không giỡn đâu nghe quý vị. Cái cảm giác đó nó tuyệt vời lắm. Quý vị thấy hồi nãy giờ nghe rõ ràng đó. Nó những cái điều gì đâu? Toàn là những điều đi trong cái đề chia sẻ. Đó là gì? Sống vui, sống an lạc, sống cười. Quý vị thấy rõ ràng không? Hồi nãy giờ bị vui mà, bởi bị cười mà, thì đi vào cái đề học rõ ràng. Thấy không? Một câu Phật hiệu mà hay như vậy đó. Nên những Đức nói rằng những người mà giảng tịnh độ chỉ cần niệm Phật lễ Phật, chỉ cần sống nhân sinh, chỉ cần thương yêu người, giúp người, từ nơi cuộc sống hàng ngày của mình giảng ra, đem tịnh độ để vào, thì tự nhiên câu Phật hiệu này, pháp môn tịnh độ này đi vào cuộc sống nhân sinh. Quý vị sẽ thấy cái ý nghĩa cực kỳ cao nằm bên trong. Mà càng giảng nó càng ra nghe, càng giảng nó càng hứng thú, nó không phải mệt. Cái môn giảng tịnh độ này nó lạ, cái người giảng pháp thường là giảng cuối người ta mệt, mà cái môn giảng tịnh độ này không mệt, càng giảng nó càng sanh ra trí tuệ, nó làm như là nó tích một cái nguồn năng lượng gì cực kỳ cao vậy đó, tiếng nói mình càng ngày càng mạnh. Mà ngộ lắm, giảng tịnh độ này không cần phải uống nước. Thí dụ như nếu quý vị nói chuyện lề rề 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 mà dùng đầu óc để tính để nghĩ thì tức khắc quý vị bị hao năng lượng rất là cao. Nhưng mà cái người giảng tịnh độ là không bao giờ suy nghĩ. Cái đầu óc của họ rất là nhạy, nhanh vô cùng. Lời nói của họ như là một dòng suối chảy ra, tuôn ra vậy. Nên không cần phải suy nghĩ nặng đến đầu óc. Nên từ cái miệng nó đánh rất là nhanh, nước miếng đàm tà thành nước lạnh, nuốt vô. Thấy chưa? Ngộ ghê á. Nên có những người hỏi như Đức, tại sao mà thầy nói chuyện hoài, thầy lại con âm mà không uống miếng nước. Nước uống hoài mà cần uống gì nữa bây giờ? Quý vị mà bình thường khác là nước miếng nó thành đàm. Nước miếng nó thành đàm. Còn khi quý vị nói chuyện Phật pháp mà an lạc là nước miếng nó tự nhiên nó đàm, nó tan hết trơn quý vị à. Nước nó trong trong veo vậy đó, bị uống vô lai rai hoài mà nó chán ngay cuốn họng quý vị nè. Nên cuốn họng không bao giờ khan tiếng, càng nói tiếng càng thanh. Là vì sao? Nó không có bị đàm chặn lại cuốn họng. Còn nếu như quý vị mà không có cái pháp lạc á, là tức khắc nó thành đàm liền à. Không có pháp lạc là thành đàm. Giống như một con người quý vị mà buồn á, buồn là phải là mờ không? Mờ mờ ảo ảo. Thì quý vị không có niềm vui thì tự nhiên nước quý vị, nước miếng quý vị thành đàm hết. Và nó đóng băng kẹo lại dính cái cuốn họng. Quý vị thấy đấy, thì Đức mới lên nói chuyện tiếng khao khao, càng nói tiếng càng thanh, giống lại Quan Âm, càng lại càng hứng thú. Phải không? Rõ ràng mà. Đó. Nói rõ ràng cho quý vị nghe là gì? Từ cái pháp lạc mà sanh ra. Khi như Đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm nghe, đến lúc mà có những công đoạn mà mệt, cực kỳ mệt luôn, trong lòng như Đức nói: Bồ Tát Quán Thế Âm ơi, con nhiệt tình con lễ danh hiệu của Ngài, Ngài gia hộ cho con tăng thêm sức khỏe. Con la lớn lên. Vừa nói xong nghe cái tiếng ầm ầm liền. Thấy không? Cảm ứng liền. Tại vì sao? Đem cái thân mạng mình ra để làm việc cho Quan Âm. Vừa mang một cái tâm đó phát ra là tức khắc tâm mình với tâm Quan Âm như một, vì chúng sanh hoàn toàn.
Phải không? Làm được liền. Nếu như quý vị làm việc trong Phật Pháp, quý vị có cái tâm quyết vậy là quý vị thành công liền. Nên cái người mà làm việc trong Phật Pháp, làm công quả này kia, bị nói than thở mệt mỏi, quý vị không hiểu. Không hiểu. Quý vị phải nhớ nè, mình mừng vô cùng khi mình còn sức khỏe để làm những việc ý nghĩa. Có nhiều người già buồn vô cùng buồn khi bản thân của họ già không làm được việc như người trẻ. Nhưng bây giờ mình còn trẻ, mình làm mà mình đi vào tiêu cực là do tại mình không có góc độ nhận thức. Nếu như quý vị có góc độ nhận thức, quý vị làm cực kỳ giỏi, càng giỏi càng giỏi càng giỏi. Phải nhớ. Nên những điều những Đức chia sẻ này cho đại chúng nghe, vừa một là đại chúng mình sẽ vui, hai là được một đoạn phim quay. Nhìn chú Tùng đứng quay phim kìa. Ông này sao ưa mắc cỡ, người ta nói vậy thì cứ quay đi. Nghe không? Cứ quay bình thường đi, đừng có mắc cỡ. Này ưa quay phim mà ưa mắc cỡ lắm. À, mình quay phim là mình phải dạng. Mà muốn quay dạng á, là mình gặp mấy cô mà trẻ trẻ vô chùa tu á, mình gọi, mình gà sát cái mặt luôn. Viết là mình quen à. Tại vì mình phải đụng mấy cái keo vậy đó để cho mình dạng chứ gì chứ. Còn mình tránh đó mình nhát hoài. Ví dụ đây là cái máy quay phim. Đây là máy quay phim, nghe không? Còn cái bông sen là cái mặt của cô gái. Thấy không? Mình bây giờ mình cứ gặp người nữ là mình mắc cỡ hoài à. Mình cầm máy quay phim sẵn cơ hội mà. Bây giờ mình đưa cái mặt mình nhìn gì mắc cỡ lắm nghe. Mắc cỡ ghê lắm. Nhưng bây giờ may mắn có máy quay phim, mình đưa cái mắt mình vô máy quay phim. Ai nói được mình, đúng không? Cơ hội được nhìn mà. Ở ngoài vừa nhìn cái bị chữ, vô chùa nhìn không được chữ. Vì sao? Nhìn chùa. Hiểu chưa? Ngồi trong chùa thì người ta quay phim, thì người ta quay sao kệ người ta. Quay gần quay xa kệ mồ người ta, miễn người ta quay phim thôi. Hỏi chú làm gì mà chú quay con quậy chú? Ủa ngồi cảnh đẹp, góc độ này đẹp, quay phim mới nhìn được góc độ chứ cô. Góc độ này hiếm có, bây giờ đâu. Ngồi im, góc này đẹp á, góc này đẹp á, ngồi im đi. Cứ nghe thầy giảng bình thường đi, đừng có dao động tâm. Đừng có dao động tâm nghe không? Mà nên nhà Đức chỉ cho tất cả những người quý vị đang ngồi mà người ta quay phim quý vị đẹp là bằng cách nào? Là tự nhiên. Quý vị cứ nhìn lên nhà Đức, quý vị cứ chú tâm nhìn lên đây. Ai mà dưới ngu gục tôi. Tôi nói mai mốt mà tôi ngồi tôi giảng ở trên là tôi để cái video đây nè. Cái bà đạo dưới ngu gục tôi làm nè. Là hết buồn ngủ à. Nó nên mấy chú nè quay phim nè, thấy ai ngủ gục đến gọi. À, ngồi sát bên, đưa cái máy quay phim sát vô cái mặt. Là mở mắt ra liền tỉnh veo không đó vòng vo chứ. Hiểu không? Quay phim mới có kỹ thuật. Hiểu không? Còn thấy cô này trẻ trẻ mới vô chùa tu, quay cô đó cho nhiều. Để làm chi biết không? Để cho khi lên phim người ta thấy rằng ông thầy giảng có người đời, có người trẻ, có người đẹp, có thằng xăm mình vô nghe luôn. Thì người ta thấy đa dạng người nghe Pháp. Từ nơi đó mà nó nhiếp thọ những người xăm mình vô nghe Pháp, những cô gái đẹp vô nghe Pháp, những cô bị lé vô nghe Pháp, những cô lùng vô nghe Pháp. Mình quay hết nó, mình quay chú tâm nó. Mình lỡ mình quay họ ngại ngại, mình nói yên tâm, tự nhiên không có sao, không có mất mát gì đâu, đừng có sợ. Ngồi im. À ngồi im. À. Góc độ này đẹp nghe, đẹp nghe. Mình quay phim mình phải có nghệ thuật, mình phải vui nữa. Cái người mà quay phim, cái người chụp hình mà muốn đắt là người này phải nhạy bén, vui vẻ, hoạt bát. Ha, mình dù là người ta lạ nhưng mà mình là khoan, sửa lại. Nhìn ngay đây nè nghe, nhìn đây. Đừng chớp mắt. Góc độ này chụp rất là đẹp. Đây nghiêng rồi. Không được, qua bên. À, rồi được rồi đó. Mắt chú tâm nhìn về đây nghe. Miệng cười. Không. Miệng cười méo rồi. Chỉnh cái miệng lại. Mình lỡ mình sửa cái miệng rồi ha. Sửa lại.
Sứa biển là ai? À được rồi, giữ gì kia, giữ gì kia, vừa bước ra ô không được rồi, méo nữa rồi. Trời ơi, quay phim kiểu này chắc bồ wow la quá trời, quá vui mà. Quay phim một lần, chụp hình một lần. À, anh chụp hình. Cho em xin số điện thoại. Kết rồi, quay phim mà quá nhiệt tình. Một ngày chụp được có người. Sổ quá trời luôn mà. Đâu có chụp được ai đâu. Em mấy chú quay phim phải dạng vậy đó. Thấy chú Hiếu ông chụp mấy cô, ông quay mấy câu chưa? Mà ông này là chuyên gia quay nhiều nhưng không lấy được bao nhiêu. Ông quay nhiều lắm mà ông lấy không được bao nhiêu, biết sao? Ông bị cận thị. Ông cận thị. Quay mà có khi đem lên coi phim lại á, ông quay á thì có khi được cũng trên thì có cũng dưới. Mà được cũng dưới thì có cũng trên. Tại sao ông cận thị mà? Mà ổng thì rất là nhiệt tình, ổng gọi, đó là bịch. Con lần hai ba cô kêu ổng nói, chú chụp giùm cho con tấm hình. Ổng lỡ trời ơi, ổng nhắm ổng chụp, ổng nói quá trời chụp nhiều hình. Đem lên coi lại toàn quay phim, không có tấm hình nào chụp. Toàn quay phim không? Nói trời, mấy chú bên công nhận là số 1 luôn á. Văn á thì người ta kêu quay phim á thì chụp hình. Mà chụp hình thì thành quay phim. Dạ ông nói ông vậy mà ông gọi mấy cô thì cho đàng hoàng. Cái chừng ông gọi dính khúc dứ, ông không có khúc chứ. Đã gọi có một khúc mà ông quay không có cái đầu. Quay kỹ nghe không? Nói mà gung quay không được là tôi lên tôi quýnh cho mà biết. Phim này quan trọng lắm á. Rồi quay cô Chính kìa, cô Chính với con cô Chính ngồi quay liền. Cái góc nó đẹp á, cái góc nó đẹp á. Tôi quay đi. Mà góc nó đẹp. Mình ra phía sau mình quay mấy người phía sau thấy bà có cái bà đó bán ngáp rồi kìa. Kìa. Không chịu coi cái mặt phía sau, chỉ coi mặt tiền hoài. Đúng không? Coi mặt sau, quay mặt sau. Mấy chú máy quay phim đâu? Đặt quay coi. Quay. Đó, dính liền thấy chưa? Nè mấy cái máy đặt đây nó nè mấy cô. Quay hết trơn. Đúng không? Những đứa nói phim ảnh này nghe, cái máy là cái cụ lôi vậy chứ. Máy nó bắt tiêu rồi. Thật không, mấy cái chân quay chứ đâu phải cái máy. Máy nó bắt tiêu với chú toàn cụ lôi của mày. Ông công nhận đi quý vị, một tháng mà một lần thì nó vui biết nhiêu nói ta. Quý vị thấy nó thay đổi mô hình này thấy đẹp không quý vị? Quá tuyệt, đúng không? Giờ tháng gì thích không? À, được rồi đó, thấy không? Nó thấy đúng là tuyệt vời, không? Kỷ niệm khó quên. Dù sau này lỡ như Đức chết đi, vì cũng coi lại những công đoạn này. Sau này cũng có nhiều người nhắc. Tội nghiệp thầy. Số khổ ghê. Số khổ lắm. Xưa kế hoạch quá gia đình rồi mà lòi ra. Số gì đâu mà kỳ cục ghê. Vô cái chỗ mà người ta ngăn chặn. Mẹ như Đức ngày xưa là kế hoạch quá gia đình rồi. Không cho ra nữa. Những Đức là cũng cái dạng ác ôn gì đâu mà nó chui cái tầm bậy tầm bạ. Chui vô. Gặp bà mẹ cũng đặc biệt. Bác sĩ nói trẻ này là bà chết, có khi nó cũng chết luôn. Thôi bỏ nó đi. Bà nói một câu: đẻ được 6 đứa mà còn đứa không đẻ tội nghiệp. Nói một câu công nhận tội nghiệp bà già. Nam mô cho đạo Phật. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thấy chưa? Vô liền, tôi nói dầu gió chứ. Thấy chưa?
Dạ. Bà mà bỏ rồi giờ đâu có ngồi đây. Trời ơi, hồi xưa đẻ mà nói nghe nói có cùm tay mà xíu. Mà xưa đâu có cái kiểu mà người ta đi hấp điện hấp gì đâu. Bây giờ người ta giàu, người ta còn đẻ nhỏ xíu, thiếu tháng, thiếu ngày, người ta đi hấp điện cho nó ấm. Mình bây giờ nghèo cũng còn chết mồ luôn mà cơm gạo cũng đủ ăn nữa mà. Em út cháu chắc tùm lum tùm la cho ăn sữa đâu cho bú. Bữa nào cũng pha miếng nước cơm, bỏ miếng đường thốt nốt vô chú. Mà cho lâu lâu mà cho uống cái chu cái mỏ gì mỏ nhau quét. Mẹ bà khổ quá bà ớt. Bà kể nay không có sữa. Khổ quá không có gì ăn sao có sữa. Bú vú da khóc. Mà mẹ như Đức bà nói những Đức kỳ cục lắm. Mỗi lần những Đức bú là những Đức cắn núm vú. Bà tát mấy lần cái mỏ nhọn quét luôn. À, kỳ cục ghê chẳng là chẳng. Mình ngộ cái sanh là nè mà gọi kế hoạch quá gia đình xong mang bầu. Người ta hâm là sanh là chết mà bả gán sanh. Sanh ra thì nhỏ xíu. Thấy không? Thấy khổ chưa? Nó, mà eo ọt khó nuôi, cực kỳ khó nuôi luôn. Mà lớn lên là không bao giờ chịu bận quần. À, không bao giờ chịu bận quần. Thích ở chuồng không bao giờ bận quần. Ở đây là số 1 luôn, ở chuồng không. Chuyên gia bận một cái áo không bận quần. Mẹ như đứng hỏi trời là trời lớn rồi con ơi, 7 tuổi rồi bây giờ. Mày ở chuồng tối ngày vậy? Nói con tiết kiệm. Nhà nghèo không có đồ nhiều. Bận áo gọi bận quần. Mát. Có một lần chạy vô đồng, từ nhà Nghĩa Đức chạy vô Hàng Còng trong đi bẻ tù lù à. Mà chỉ có cái áo cái quần mà chạy. Chạy vô đồng nhõng 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 vô đồng. Này là nói thiệt 100% luôn. Xong gặp ông em, ông em ở trong kinh đào. Ông cầm thêm cái mát, mát giót nhọn quét. Mà ông biết mình, ông biết ba mình là có thằng con nó không chịu bận quần. Kỳ cục. Trời ơi, mình đang bẻ thù lù, mình vừa bẻ thù lù, mình vừa bẻ trái ăn trái, bẻ trái ăn trái. Nghèo mà đi kiếm ăn tùm lum tùm la vậy đó. Chạy lông nhông trong đồng, không nón, không gì hết. Chỉ có cái áo, không có quần. Khi lội qua đường bờ mà bị cắn te tua. Kiến cắn á. Ổng cầm cái mát giót, cái dao á. Ổng cầm, ổng lại, mày ở đâu? Nó chờ chờ tôi đây chứ đâu. Tao cắt thằng nhỏ mày. Ông cầm cái dao ông vượt. Mà chạy từ ở trong kinh đào mà chạy về tới nhà. Từ đó về sau vừa tới nhà ông nói, mày từ hôm nay mày mà không mặc quần là kể như mày thành thái giám. Mà mình có biết thái giám là gì đâu. Mà mình nghe ông nói vậy là mình ớn rồi. Vượt mình. Từ đó về sau mặc quần luôn. Từ đó về sao bận quần luôn. Không mà mình kể lịch sử mình cũng lạ. Nhiều cái lạ lạ lắm nha. Còn đi học thì sao? Lớn quá trời lớn vô trường học. Vừa đi học ba Đức nói một câu, phán một câu là mình khỏe. Phán câu gì? Chỉ cần biết chữ, không cần học nhiều. Học nhiều cũng đi làm ruộng con ư. Mình nói với ba mình câu, công nhận ba hiểu con. Kêu con học nhiều coi chừng con nghỉ học luôn. Nhờ nói học biết chữ nên con gán biết chữ. Không cần học nhiều, ghê thiệt chứ. Học tới lớp 3, ở lại 9 năm. Kinh chưa? Nghĩa là những cái lịch sử nó rất lạ kỳ, rất kỳ cục. Sau này mà khi mình chết đi mà đóng phim mình thì cũng vui. Đóng phim cũng vui, thấy không? Nó, quý vị thấy không? Từ nơi đó mà con người như vậy đó. Vậy mà gặp tịnh độ bây giờ gì? Thấy lạ không? Nhiều bạn bè gặp, nó gặp như đứa nó chạy đến nói, phải bạn không? Như đứa nói nó đó.
Tại vì sao thấy lạ quá, có nhiều cái nói lạ, cái làm lạ, kỳ quá. Niệm Phật mà tự nhiên vậy đó, quý thấy không? Quý vị thấy cái sự diễn đạt của những đứa không? Nó diễn đạt rồi xong nó đưa tịnh độ vô, gọi là tịnh độ nhân sinh. Cái cách giảng tịnh độ của chúng ta gọi là tịnh độ nhân sinh. Mà người nghe nó bị sống động quý vị. Nghe mà nó bị sống động, ngồi nghe mà mỗi tuần chủ nhật người ta không đến không được. Có cái cô kia nghe, cổ không đến chủ nhật, mà quý vị biết không, tuần sau cổ đến. Cổ vừa gặp như đứa cũng khóc sướt mướt. Cô nói rằng trời ơi, con mới thấy một lần mà không về chùa ngày chủ nhật mà nó buồn. Kinh khủng không? Có nghĩa là cái sức chia sẻ Phật pháp mà nó sống động đến mức mà nó làm cho con người ta vui, an lạc, cái gì kỳ cục lắm. Thì quý vị biết rằng cái chuyện giảng tịnh độ này đúng là phải nhân sinh. Tuyệt. Đó. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng của chúng ta sống đoàn kết, thương yêu nhau, giúp nhau. Vì mình gặp được một cái nhân duyên này quá đặc biệt tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta nhiệt tình hết lòng sống với nhau và lo lắng cho Tam Bảo đàng hoàng, giúp cho chúng sanh về chùa tu hành. Cả đời này mình cùng chung tay nha, như những đức cùng với quý thầy, với quý cô, quý chú đâu, với các cụ đâu. Các cụ thì chắc bà già bà đi trước rồi, thấy không? Còn mấy người trẻ trẻ này chúng ta đồng hành. Bây giờ gặp được nhân duyên này, gặp được bạn đồng hành tuyệt vời lắm quý vị ơi. Trong cuộc đời mình có khi mình nhiều bạn, nhưng mà thật sự không có bạn nào đặc biệt. Nhưng mà mình may mắn thay mình gặp được bạn tu, mình gặp được một ông thầy chịu tu mà cùng với mình đồng hành. Đây là điều quý dữ lắm quý vị, rất là quý. Những đức nó có khi bạn nhiều mà đụng chuyện nó chạy mất tiêu, nhưng mà bây giờ chúng ta sống với nhau rất chân thật nhiệt tình, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, nó cục muối cùng chia, cục đường tôi lụm hết. Không, tự mình suy nghĩ lại, chúng ta sống chia sẻ với nhau nghe quý vị. Thấy một buổi nói chuyện tính ra cũng tiếng mấy rồi đó à, quý vị thấy ông nó sống động, nó vui vô cùng, cũng như là một thời tu. Giờ này là 7:25. Bây giờ mình xong mình ra bên ngoài, bắt đầu là mình đi một vòng, quý vị thấy không? Tu xong buổi chiều ra ngoài xá Phật. Bữa nay xá Phật còn mấy phiên nó đuổi theo mình. Mấy phiên nó đuổi theo. Nên bữa nay mình ra mình xá nghe. Mọi bữa mình xá mình còn. Bữa nay. Quỳ phiên mà. Nó mấy chú gọi. Thấy không? Gà tới gà luôn, thấy không? Lấy cái đoạn làm đoạn cuối. Khi cái buổi này xong rồi sáng mai có phim, thấy không? Bắt đầu là cái đoạn kia là đoạn cuối cùng, chưa mai cho coi lại phim này. Hình ảnh tôi không có nhiều, mà tôi lấy hình ảnh mấy người trong chùa. Tại mấy người trong chùa đẹp hơn tôi. Hiểu không? Đó, nên cứ như vậy mà làm, cứ một tháng chúng ta ngồi vậy đó quý vị. Nó mong rằng chúng trong chùa mình ai cũng vui khi hưởng được cái cảnh bình an này. Rồi quý vị cố gắng quý vị tu, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Chúc quý vị an lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.